Rồi, mình chào cả nhà nha. Hôm nay hai anh em tiếp tục đi dở dớ nha. Hai ba bữa nay mưa quá trời luôn, nay hai bữa rồi không có dở, lo dân lưới rồi không rồi. Bây giờ bắt đầu hai anh em chuẩn bị đi dở dớ có con gì cho cô chú anh chị xem ha. Rồi, bắt đầu mình lên tới đường cao tốc rồi nha quý vị. Dở đường cao tốc là thấy có lương bự lắm, mình ra mình đi dở trước. Báo hôm độ anh không hứng dài hứng anh không ghé ăn cơm chạy dở đi hồi về ghé mấy ngày nay có cơm nước gì nó bụng thấy lạ luôn. Rồi sắp sửa đến nơi, dở cái đầu tiên xuất phát ra có con rắn bự lưng bự gì không? Đây có ai dở chưa? Ô quá trời cua luôn rồi. Ê có con gì bự lắm. Ê con rùa hay vậy? Ê con rắn gì cá quá trời bự luôn. Ừ lẹ con rắn gì cá chà bá luôn cả ký luôn á. Lẹ hèn nghĩ nó tưởng rùa không à. Nhanh lên cái đầu tiên mới vừa nói như quý vị. Quá trời luôn con rắn nó bự. Vô rồi. Tổ đãi rồi, hôm nay dở không có gì trơn bữa nay hên. Thấy cái bò lưới kìa. Trời ơi, con rắn cấp 3kg rồi trời. Ôi, 3kg không? Gì? Bọc lưới đâu? Trời ơi, con rắn quá bự luôn. Hên quá, cô chú anh chị ơi. Nè. Trời ơi. Tốt lưới không đụng khủng không nồng rồi. Vô rồi. Cười ai, chú chó nữa. Chào nghe mấy hồi. Hết biết con rắn nó bự. Đây là rắn vậy không á. Lương cũng bự không à. Đây, buộc lại đi. Quá hên rồi cô chú nha, quá trời hên rồi. Mới thấy con rắn nó bự gì vậy trời. Trời bán chứ ăn gì ông nội. Thảy lên. Trời ơi, cả 5kg á ông nội ơi. Đây này, hết biết luôn nè. Trời ơi, con rắn. Ô này nó ở đâu lâu năm dữ lắm rồi trời ơi, quá trời quá đất rồi. Ô quá hay vậy. Giàu nghèo mấy hồi đây nè. Trời ơi, cái đầu tiên mà dính ngắn 5kg như vậy, hồi về cân cái biết. Hên quá. Đó, có nữa đó. Tôi tưởng con rùa không à. Thấy nó đưa cái lưng chà bá tưởng con rùa không à.
Rồi cái này không có rồi. Biết cố gắng. Cái đầu chập ba lửa luôn. Năm kg lô. Gắn cả 5 kg. Gắn này đủ má, lâu năm nó ăn cá của ta thì cũng hết nó ra đây. Gì? Về thả luôn nuôi. Bốn con nó bự. Gì vậy? Cá chê hả? Bự không? Dữ vậy, chết chưa hả? Ngập nước ngập. Qua đỏ rồi đâu dính gắn này. Trời ơi, mấy cá chê luôn bành bành không? Hả? Trời ơi, cá chê hết biến cá chê luôn. Hai con luôn hả? Ủ nó cho nó khô sầm sình. Có thì giống có lăn gì. Ờ. Chê. Ờ gì chân nó. Còn con cua càng chết ủ không trời. Con nó còn mới đó, con nó mới vô á. Cua nó bắt vậy nó canh không? Mẹ đi chưa đó mà. Hai cái chê chết trơn rồi, hai cái chê ký mấy. Để ban cá lại luôn đi nhử gắn. Cá là để nhử gắn là để gì nó dễ thử phải không? Không biết sao không? Tại mình ngoài nó hay hay ẩu mà. Chính thẩm là dạ không có mày ẩu. Ngoài nó lỏng lỏng còn vô cái quậy á. Cái vô quậy rồi kìa xuống. Phải ngoài gì đâu, ngoài rồi nè. Bắt con thôi. Con nó bỏ đi. Chết nó ngập, mưa lớn nước nó đầy quá ngập chết. Năm kg lô. Đưa cái lưng thì tưởng còn rùa hay con chú đinh thôi. Trên này cũng có rồi. Thằng gắn nó thèm rồi, hết biết. Dầu ngàn mấy hồi. Trời, cá chê chết hả? Chết vô cá chê nữa. Một chú anh chị chết. Đã vô đi hồi lửa.
đây. Qua này hai đám mưa không dở mà nó ngập. Qua ông lo khơi khơi cái gũ gì kêu đi dở dớn rồi về văn lưới không chịu. Tào lao với thằng Thành. Bọt không kìa, có con gì dưới rồi kìa. Con gì? Nó thấy không? Thấy bọt không mà mới có, không có con gì. Cá chê nữa hả? Thấy mà bọt không à. Gì vậy? Ờ, con cá rô thì không biết nói chuyện vậy. Đây đưa thùng đây. Đưa thùng nè. Cá rô. Hết biết. Dạ cái đắng đi. Dạ cái đắng chứ cái này em. Gắn nữa hả? Cóc. Hả? Biết con gắn luôn. Cái đầu, khó thần cái đầu. Để xe đi luôn, rắn đi. Mưa nó chịu chạy. Cá gì chết rồi? Gắn gì vậy? Gì cá nữa hả? Chết hay không? Ồ, gắn bự quá, chết rồi không trời.
mà nước đâu ngập đâu mà nó chợ nó mắc răng á, nó bị mắc dính răng á. Dục luôn đi bắt chị. Ừ. Chắc bá chết ổn quá. À, gắn dây cá vô chết nha quý vị. Nước ngập nó chết. Lúc có chơi này dính cũng chết chơi. Mưa ngập quá. Một buổi sáng trong lành. Đúng gắn 5 kg là thấy bữa nay đi không có tấn công. Mất đầy quá, buộc cao cao lên á, vô chết hết. Ồ, cà phê chà bá luôn hả? Một mùa bội thu, tụm mấy cái sặc chết ra đây nó thú quá. Chết chơi nghe trời, nó gô cái sặc chết lạng đã. Rồi, hôm qua, 30 mưa, mà hôm qua thì mưa chắc tối á, là lúc đó là
nó vô rồi đó. Đó, cái cua cá đóng rồi. Nhớ ba đó, cua nó vô. Con gì dành ăn nặng hả? Chê hả? Gắn nữa hả? Chết luôn hả? Ồ, gắn chà bá chết nữa. Đây. Vô gắn chết nữa. À, chết hơn con rồi, con này chết nữa. Con này mới chết rồi. Mới. Mưa bão xô đủ ngã. Đủ trái hết biết rồi ngã. Đây sao hả, không vớt con cá đây. Đây. Ai dở rồi ông ơi. Nhìn là biết có người dở rồi. Nhấu giò lên bả nó thấy không? Dạng dạng đó. Nó có cua hơi gắn đây nữa. Cái đó cắt cục cái đụng móng tay. Hai trăm ngàn ký hả? Gì? Cái gô bự dữ vậy, cái gô cà phê, cái gô bành kia luôn kìa, tưởng cà phê không. Đây một cái gô khó thần, nó mập lù luôn. Bỏ cái sạc sống vô cái này. Gắn nó bán rồi. Gì? Rồi không có chạy rồi.
sầu riêng. Thứ già hết biết cái đầu nó luôn, cả 5 kg không? Đủ mẹ, nó nằm ở đâu trời, cả 5 kg á. Ăn hết một đó hả? Con một con à, ba con mà chết, con thùng con nữa, con mới chết ngập á. Ngập hai con kia nhỏ. Mày đặt đây nè hả? Con đâu có đặt. Này là cái gì? Này ông không biết nè hả? Đụng mà không biết mới hỏi mày chứ biết là hỏi mày chi. Trời này, nó ở ngoài quý ban lúc trước mà nó có cái ghe ngay chỗ cái cầu bến đó, đặt bán ngay chỗ cầu bến mình đó. Ừ, bên miền qua là ở mấy năm trời mà không biết. Thấy bán buôn đó thì đụng mẹ vậy thôi chứ trời mẹ ai mà ấy. Mà quay con gắn đó chưa? Rồi quay liền. Đưa lên chưa? Chưa, chiều nay mới đưa. Đưa sớm cho bà con người ta mừng chứ trời ơi. Trời ơi trời. Gắn cả 5 kg rồi. Nào giờ mới thấy gắn bự vậy. Đủ mẹ, đó giờ nó mẹ chừng ký, ký mấy thôi chứ. Cả 5 kg á. Gắn này nó sống đủ mẹ. Ăn hết chắc mấy đi hầm cá thôi. Gắn là gắn mấy hả? Gì cá. Gì cá. Trời ơi, nó mập gì đâu mà thấy ghê trời. Cái đầu rồi, hết biết cái đầu không? Quá đã ha. Trời ơi, chỗ nào hả? Ngay chỗ đầu cầu cao tốc đó. Ngay đầu cầu cao tốc hả? Hả? Ngay cái cầu hả? Triệu mấy, 2 triệu gì? Mấy trăm ngàn ký à? Thì bởi giờ ký, cái ký kìa, mình mới hỏi khoảng cỡ loại này là bao nhiêu ký đó. Cái này nó không gì, nó 270 vậy. Nó rẻ hơn con di dông vàng. Trời ơi, bên lên mạng người ta đụng quá, nó chạy đi mày. Quá trời, gắn ai cũng quở chân nghe không quý vị? Từ đó giờ 60 tuổi mà mấy tuổi mà chưa thấy gắn bự cái vậy. Đã lâu rồi. À, nãy mình giỡn cao tốc nha, bây giờ mình về qua bên Sự Yên nha quý vị. À, nước ngập lá chả ha. Mưa quá trời mưa rồi. Giờ trời mưa vậy mà đi đâu à? Đi lớn vậy đâu ngoại. Giờ trời mưa vậy mà dính đường gắn 5 kg nha. Rồi quay xe luôn đi. Cứ chạy đi gắn luôn đi. Cứ đi vòng kia. Tại con quay cái dở cái đi đâu gấp. Có cũng chết trơn. Vườn sầu riêng mình mưa nước ngập vậy nè. Lã chả như cái biển. Bơm thấy bà nội luôn. Năm nay bão lũ quá trời luôn nha cô chú anh chị. Sầu riêng năm nay mà đại mũ ra bông rồi không có đậu được bao nhiêu. Nhưng có người là không có đậu luôn. Năm nay sầu riêng chắc mắc lắm. Đó, lội luôn. Bè luôn. Nước này bơm gì nói bơm. Chưa đẩy trái mà sợ gì. Chết sạch hết rồi. Dưới lũng con ga nó ba. Quá trời ngập. Sầu riêng này cũng 3 năm mấy rồi đó. Gần đậy rồi. Nước ngập về nè. Đây. Anh em thu hoạch về tới nhà nha quý vị. Anh cua cá chơi kìa. Quá trời cua luôn, cá chơi hết biết cá chơi. 2 con một
chết bỏ hai con, hai con bự vậy đó. Đó chân mà nó hế rồi, con này muối xả chiên không hỏi chân đi không ơi, chân như con nãy chân được á, con nãy là chết rồi, con này chân là thầy nè, chân nó béo dữ lắm chơi hết biết. Con chết bỏ này nha, đừng mất nha. Thu hoạch cua bỏ quá đây, nay vào cua luôn rồi, vào nghe mấy học lát để kêu Hồng nó đem xuống cho hai cái con Hồng cái chai 100.000 thấy được 130 rồi, con lô đựng lô nữa rồi. Làm bắt đầu bắt ra đây, ốc lựa sao đem bắt gắn ra đây quay cái đây. Bắt chị bắt quăng cổ hay vậy? Ừ. Quay người ta kết thúc video rồi quay 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 được rồi. Ô, bắt ra đi, nó bắt đầu bắt ra. Cầm cái đuôi rồi hấp dẫn rồi. Cầm đuôi ông nội tôi không dám cầm cái đuôi nữa. Cầm cái đầu, cầm cái đuôi. Đây, nãy mình thu hoạch được con gắn 3 kg rưỡi nha, cân rồi. Có 5 kg rồi, ngày có 3 kg rưỡi. Thấy là tôi đoán ngày bóc không? 3 kg rưỡi không có 5 kg. Gắn chết đâu rồi. Nãy được thả 3 con cái giống kia ta. Chúng được 2 được qua 3 triệu đó không đó. 2 tờ 6 triệu. Hồi đó giờ tôi mới thấy gắn được con gắn. Rồi đó cho nằm với lộ luôn đi. Thôi rồi. Hết biết luôn dài nè. Đây. Hết biết luôn. Trời ơi, 1 mét mấy. Mét mấy trời. Hết biết luôn. Đầu mập lu luôn trời. Nó nuốt con cá lên tí. Rồi xong. Đây. Anh Tư Lùng anh bắt con gắn thối thần luôn. Anh Tư Lùng. Rồi coi nè. Hết biết. Đi vô. Đi vô. Lâu đời dữ lắm. Đi vô. Ăn bao nhiêu hầm cá của người ta. Rồi video mình tới đây kết thúc ha. Nay trúng bánh rồi, nay anh em dở dấn trúng bánh. Rồi chào cô chú anh chị ha. Rồi, mai chiều mưa mình đi dở tiếp cho cô chú anh chị xem đi giăng lưới rồi ha.